Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Thì hôm nay em Tuấn Anh phụ trách quảng cáo bán hàng Salon Ô Tô Nội 1 đã gửi tới các bác một mẫu xe mới về bên em, đó là chiếc Toyota Land Cruiser Prado phiên bản TXL 2.7 số tự động máy xăng các bác nhé. Chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật Bản, sản xuất vào năm 2013. Một dòng xe đến từ họ nhà Toyota. Nói sơ qua về chiếc xe thì hiện tại chiếc xe đã lăn bánh được quãng đường khoảng 11 vạn km, một cái mức rất là vừa phải so với một cái mẫu xe SUV 7 chỗ gầm cao như này. Đấy. Ngoại thất của chiếc xe mang ngoại thất màu vàng cát, nhìn rất là lịch lãm và năng động. Đánh giá tổng quan về cái nước sơn thì rất là đồng sơn. Đó, rất là đều đấy các bác ạ. Đấy các bác cùng em nhìn này. Cùng em ngắm một vòng quanh xe nhé để chiêm ngưỡng và đánh giá về cái nước sơn của chiếc xe. Đó. Sơn rất là đồng đều. Trường xe đấy, tất cả những cái đường gân dập nổi vẫn còn thẳng nguyên, chứng tỏ một điều đó là không đâm va, còn nguyên bản. Nội thất của chiếc này là màu đen đấy, thì em sẽ đi luôn về phần nội thất để các bác cùng quan sát, bởi vì em quay ở phía bên ngoài cửa hàng cho nên là cái không gian phía bên lái nó sẽ hơi hẹp. Đây, về nội thất màu đen đây, ghế da. Xe trang bị hai ghế lái và ghế phụ, hai ghế đó bao gồm là ghế lái và ghế phụ đều chỉnh điện hết. Đấy các bác nhìn này, đó, trang bị ghế lái chỉnh điện, ghế phụ chỉnh điện. Còn đây là nội thất da. Đây, em sẽ vỗ để các bác nhìn nhé. Đây, vỗ này. Chắc nịch nhé, căng nhé. Đó, chiếc này bên em về mới chỉ gọi là dọn rửa thôi. Đó, bởi vì nội thất tất cả mọi thứ nó còn rất là mới và đẹp. Đó, đây bề mặt tắp lô của xe đây. Rất mới và đẹp nhé. Đó, màn DVD theo xe. Điều hòa thì hai vùng độc lập rồi, auto. Đây, củ số đây ạ. Còn rất mới các bác nhé. Đấy, quay sát này. Bề mặt vô lăng đây. Đấy, vô lăng. Để em chỉnh cái góc quay để các bác cùng quan sát thẳng. Rất đẹp. Khâu da bọc vân gỗ. Đó. Tất cả mọi thứ. Kính lên auto. Đó. Có cả bệ tì tay và hộc để đồ đây rồi. Đó. Vẫn là cái nét quen thuộc phanh tay. Đấy. Bề mặt tapi của cánh cửa đây. Cánh cửa bên phụ đấy ạ. Rất đẹp. Tất cả các chi tiết keo chỉ còn nguyên bản hết. Đó, các bác cứ qua trực tiếp xem xe đi. Mình sẽ đánh giá cho nó khách quan. Đây, hàng ghế sau đây. Đó, ghế da đây bác nhé. Đó, rất đẹp. Điều hòa hai vùng độc lập. Đây là điều hòa cái khoang hàng ghế thứ hai. Đó, bây giờ về phần đuôi. Trang bị cặp đèn hậu, đèn LED. Có cả 4 mắt cảm biến đằng sau rồi, di chuyển rất là thuận lợi và an toàn. Cửa đằng sau là mở ngang này. Ở đây thì em đã gập sẵn cái hàng ghế thứ ba xuống để tạo thành một cái khoang không gian rất là rộng rãi. Đó, nghỉ ngơi để đồ rất thoải mái, rất tiện lợi. Đấy, la phông trần này, trần màu bọc nỉ rất đẹp và mới. Đấy, em quay từ đằng sau đuôi xe các bác nhìn nhé. Một khoảng không gian gọi là sâu hút quyến rũ. Còn phía bên này, đây là những cái hộc để dụng cụ đồ, kích lốp các thứ đồ để dự phòng cho xe. Em quay một tay thì em không mở hai cái đều ra. Đó, nhưng mà còn rất đầy đủ các bác nhé. Mở ngang đây nữa, dành cho cái việc mà lùi vào những chỗ chật hẹp không thể mở cánh cửa ngang như kia. Trang bị cả đèn phanh thứ ba trên cao này. Mâm lốp đây, rất đẹp, lốp còn rất dày các bác nhé. Đó, lốp rất dày này. Các bác đi thì còn rất là lâu mới phải thay lốp. Đâu, để em nhìn thông số lốp mâm 17. Mâm 17 ạ. Bậc lên xuống 3 bô lê còn rất đẹp, tất cả mọi thứ. Xi nhan điện, đóng mở, tự động. Tích hợp cả xi nhan trên gương rồi. Đó. Thì vừa rồi em Tuấn Anh giới thiệu tới các bác một cái mẫu xe đến từ đất nước Nhật Bản. Đó, chiếc Toyota Land Cruiser Prado phiên bản 2.7 TXL. Hiện tại chiếc xe đang được bên em bày bán tại cửa hàng Salon Ô Tô Hà Nội 1, có địa chỉ là tại số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đó, các bác nào cứ qua cái gốc cây xưa này thì là cái alo cho bên em theo số hotline để trên màn hình. Đó, hiện tại thì bên em đang chào bán mức giá mong muốn cho chiếc xe này, đó là 1.290.000.000. Thì em xin nhắc lại một lần nữa, đó là cái mức giá mong muốn. Còn khi các bác qua xem xe trực tiếp thì cái giá này bên em sẽ còn thương lượng cho các bác. Đấy, giá còn thương lượng các bác nhé, 1.290.000.000 ạ.
Thì khi mà gửi tới các bác một cái mẫu xe thì bên em luôn cam kết trên hợp đồng văn bản mua bán đó là một chiếc xe nguyên bản, không đâm va tai nạn, ngập nước hay thủy kích gì cả. Máy móc là còn nguyên, không hề tháo dỡ. Tất cả khung gầm bệ keo chỉ là còn nguyên zin. Đó. Như các bác theo em từ đầu video bây giờ, các bác có thể đánh giá được một phần nào về chiếc xe rồi. Thì các bác nào quan tâm thì có thể qua trực tiếp cửa hàng xem xe lái thử, sau đó thì có thể thương lượng về giá. Còn nếu mà muốn quan tâm hay là quay về chi tiết chỗ nào thì bác cứ inbox hoặc kết bạn Zalo số hotline để trên màn hình, bên em sẽ gửi thông tin cho các bác nhé. Chiếc xe này thì hiện tại là đang được bày bán tại cửa hàng. Đó. Trong tháng 9 này thì bên em vẫn để mức giá ưu đãi, bác nào quan tâm thì cứ qua cửa hàng thôi. Và giấy tờ thì luôn minh bạch đầy đủ. Em xin nhắc lại là chiếc này là đã rút hồ sơ rồi. Đó, hồ sơ cầm trên tay cho nên là sang tên rất là nhanh chóng và thuận tiện nhé. Biển tỉnh ạ. Rồi một lần nữa em xin cảm ơn các bác đã quan tâm đến video của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại.